Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Em nghĩ gì về nghề bác sĩ? Cứu người. Về hôn nhân, thường kết hôn rất muộn. Về yêu đương, rất bận. Đó là một đoạn trích có trong cuốn tiểu thuyết Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn của nhà văn Bách Lâm Thạch Tượng, hay còn có bút danh khác là Thợ Đá Berlin. Bộ tiểu thuyết này đã được Việt Nam mua bản quyền dịch và xuất bản với cái tên rất ngắn gọn, Dear Doctor. Vào tháng 8 2018, bộ tiểu thuyết ngôn tình này đã được mua bản quyền chuyển thể thành phim cùng tên Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn. Tại Việt Nam có nhiều nơi dịch thành Dư sinh xin chỉ giáo nhiều. Nghe thì tưởng Dư sinh là một tên nhân vật nam nữ chính có trong phim, nhưng không phải. Dư sinh là Hán Việt, dịch thuần Việt là Quãng đời còn lại. Vào tháng 8 năm 2019 thì đoàn làm phim mới khởi quay và công bố dàn diễn viên. Nam chính vai bác sĩ Cố Ngụy được xác định là mỹ nam cổ trang Tiêu Chiến. Nữ chính thủ vai cô sinh viên Lâm Chi Hiệu là nữ diễn viên Dương Tử. Bộ phim khởi quay vào ngày 11 tháng 8 tại Vô Tích. Số tập dự kiến là 30 tập và có thể sẽ lên sóng vào năm 2020. Tiêu Chiến vào vai nam chính Cố Ngụy, 31 tuổi, là bác sĩ chủ trị khoa dạ dày bệnh viện S, trưởng thành, thông minh, mắc chứng cô độc, ngoài mặt lạnh lùng, nghiêm túc, ít nói, cuồng công việc, nhưng trên thực tế rất ấm áp, đầy lòng yêu thương, đối xử thành thật, luôn đứng trên lập trường của người khác để suy xét vấn đề. Khi gặp chuyện khó khăn, trắc trở cũng sẽ trở nên yếu đuối, nhưng nhờ có tình yêu mà trở nên kiên nghị và dũng cảm. Dương Tử vai nữ chính Lâm Chi Hiệu, 21 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Âm nhạc S. Tính tình hoạt bát, nhiệt huyết, lương thiện, không chịu khuất phục như ánh mặt trời. Luôn lạc quan, phân biệt rõ đúng sai, đôi lúc bất chợt thông minh và xúc động, vô cùng kiên định, cố chấp, không bao giờ từ bỏ với mục tiêu của mình. Trong chuyện tình cảm có hơi ngốc nghếch, nhưng khi đã xác định rõ tình cảm của mình thì sẽ tiến về phía trước. Thế giới này rộng lớn đến vậy, gặp được nhau rồi thật may mắn biết bao. Lâm Chi Hiệu, cô nàng sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp thì ba đột nhiên bị chẩn đoán ung thư và nhập viện, khiến cô bất đắc dĩ phải từ bỏ nhiều cơ hội, rồi còn chia tay với bạn trai. Tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ về tình yêu và tương lai của cô đều tan vỡ. Chính lúc này, Cố Ngụy, bác sĩ chủ trị của ba cô đã bước vào cuộc sống của cô. Lần đầu tiên cô gặp anh chính là lúc anh bưng khay ra khỏi phòng phẫu thuật, chỉ cho cô xem phần dạ dày mà anh đã cắt bỏ từ trên người của ba cô. Lúc ấy, trên người anh kín như bưng, chỉ lộ một đôi mắt, ấy thế mà Lâm Chi Hiệu lại chết chìm trong đôi mắt ấy. Đó là cô đấy nói như thế, chứ thật sự Lâm Chi Hiệu là một người vô cùng nhút nhát. Thế nên, dù gặp được anh rất nhiều lần trong thời gian chăm sóc ba, ấn tượng về anh cũng rất tốt, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hai con người từng chịu tổn thương trong tình yêu, không dễ dàng gì mà mở lòng, rồi cứ như vậy cả hai nhìn nhau rời đi. Nhưng hạt mầm tình yêu đã từ từ nảy mầm từ những ngày tháng ở bệnh viện, rồi lặng lẽ đâm chồi nảy lộc trong những tháng ngày xa cách. Thế rồi tình huống bước ngoặt xuất hiện, trong một phút thả huy hoàng còn hơn trăm năm le lói. Lâm Chi Hiệu đã đi thẳng từ trường tới bệnh viện để gặp Cố Ngụy, không quên mang theo một cây đàn. Anh muốn nghe một ca khúc, cô đáp ứng, thế là họ ở bên nhau. Tôi rất biết ơn cuộc đời. Trong một năm thấy Lâm bị bệnh kia đã giúp tôi tìm thấy được hạnh phúc của mình giữa những tháng ngày ảm đạm nhất. Cuộc đời đã để cho tôi gặp được một người như thế, để tôi tin tưởng, để tôi dựa dẫm. Hạnh phúc có đôi khi không liên quan tới việc đã từng hứa hẹn với nhau bao nhiêu điều, đã từng bên nhau làm những gì. Thậm chí chẳng liên quan đến cái gọi là chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có. Khi tình yêu bắt đầu, chúng ta đều không nhận ra đó là tình yêu. Hai con người từng chịu tổn thương trong tình yêu đều không dám tin vào người khác. Bắt đầu từng bước quen biết, yêu nhau, cũng trải qua những nghi ngờ và hiểu lầm. Nhưng nhờ đó, hai người nhận ra đối phương chính là người mà họ có thể phó thác nửa đời sau của mình. Cùng lắng nghe một số đoạn trích có trong nguyên tác của cặp đôi này nhé. Tôi bực bội, anh bảo ai phẳng hả? Eo của em. Tôi quay đầu đi, không thèm để ý đến anh. Hôm nay tự dưng lại nổi hứng, nếu mà mang thai thì không biết có to lên được không nhỉ? Yên lặng hồi lâu, tôi yếu ớt hỏi, anh muốn có con rồi à? Bác sĩ Cố lại im lặng một lúc rồi mới nói, hay là thôi đi, vừa mới kết hôn xong đã tạo ra một kẻ thứ ba làm gì? Người qua đường A, bác sĩ Cố, bình thường anh và Lâm Chí Hiệu, ai là người đưa ra quyết định? Cố Ngụy, còn phải xem đó là chuyện gì.
người qua đường à? À ha, những chuyện lớn thì anh quyết định, còn những chuyện gì nhỏ thì cô ấy quyết định sao? Cố Nguyễn lắc đầu. Chuyện của tôi cô ấy quyết định, chuyện của cô ấy tôi quyết định. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn là một bộ phim không ngược thân, không ngược tâm, không lâm ly bi đát, không điên cuồng và nước mắt, nhưng đủ hỉ nộ ái ố trong tình yêu mà ai cũng một từng một lần nếm trải. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, cho ta biết sau tất cả những gì ta tìm kiếm, thứ cuối cùng bản thân hướng đến vẫn là tình yêu một đời an nhiên và hạnh phúc. Tình yêu chính là trao cho đối phương sự nhân từ độ lượng nhất. Nếu như em đã không thể từ bỏ được anh, vậy thì em sẽ trao hết cho anh sự tin tưởng. Bộ phim hiện tại mới xác định diễn viên và mới khởi quay. Phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào năm 2020 và chưa có lịch chiếu chính thức. Khi nào có lịch phát sóng chính thức, kênh của Mai sẽ update ngay dưới phần mô tả và phần bình luận. Mọi người đừng quên like và theo dõi để ủng hộ cặp đôi chính Tiêu Chiến, Dương Tử cũng như đoàn làm phim Quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé. Bạn đang xem video tại kênh của Mai, bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.